Triệu đánh lưới bình tĩnh lắm. Đập vào giữa. Củ tay quá khỏe. Đập vào Triệu như đập vào tường. Ồ, hay quá nhỉ. Xe đầu thứ 2 điểm số 8-12. Đây, đập lại. Hay quá, củ lên không. Ok, chúng ta cùng đến với set đấu thứ 2 trận bán kết nội dung đôi nam trẻ giải cầu lông Cúp Truyền hình Thái Bình. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Ngô Xuân Tú và Trần Ngọc Triệu. Phía xa màn hình, cặp đôi Quốc Việt và Hà Thái Bình. Trong set đấu thứ nhất, cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta giành chiến thắng. Set đấu thứ 2, điểm số đang là 3-2 nghiêng về cặp đôi Quốc Việt và Hà. Quốc Việt chuẩn bị giao cầu. Ok, Long Hồng, giải này giải thưởng anh không biết là có to không, mà toàn tuyển đánh rồi. Tuấn Đức Triệu chuyên về Fly Power rồi. Còn cây gì mà không biết là gì còn vượt đấy. Nam về đánh em ạ. Ngoài sân hay lắm, cảm ơn anh. Anh nói ra thì không bao giờ còn bằng mấy con đâu. Quá bền. Khi anh đã nói thôi thì Ngọc Triệu điểm số 72. Lái cầu hay quá nhỉ. À, comment thì không trả lời nhá. Còn vấn đề trường là vấn đề của anh thôi. Làm sao em làm sao làm được thị trường? Tôi thấy không, vẫn thủ được, thoải mái luôn. Có gì đâu. Không bao giờ có chuyện gì chả thấy chia sẻ gì. Ăn chưa? Vẫn chưa ăn được. Đây nữa là đập này vẫn còn. Hai ba đôi thôi. Triệu của thầy rất tốt, thủ đủ các tư thế luôn. Chúng ta tiếp tục trận đấu set đấu thứ hai. 71. Còn chắn đường các xe gì. Tổ lỗi từ Ngọc Triệu. Mà tài kỹ thuật thì hơn những năm rồi. Đấy. Cú này đập một tí được chán. Cái thằng này hay chán. Quan trọng đập lên gì. Anh sẽ được thứ 2 điểm số 8-12. Đập lại. Hay quá, củ lên không. Không em, không. Vẫn thủ được, có hơn, không chịu. Còn trong sân, kẻ trên Facebook của chị rồi. Cảm ơn chị nhau. Đấu công Nga. Bảo 10 triệu trong là thật. Thật gì nữa anh đâu. Đấy. Đấy đúng rồi.
đánh như thế. Cô khéo quá. Bom. Bom. Pha kém cao Triệu với Tú dễ bật ở cuối trận lắm. Với Quốc Việt với Hà dẫn từ đầu trận rồi nhưng mà cuối trận dễ bật lắm. Cầu ngoài sân 14-10. Kinh nhờ, xoay luôn cả sân bên kia luôn. Đấy là anh Lê Thắng, chính là nhà nhập khẩu thương hiệu Trung Cô vào Việt Nam, ông vua cầu lông hội làng miền Bắc rồi đấy. Vẫn lên, Ngọc Triệu phủ tay cực kỳ kinh luôn. Đánh cầu ngang với anh ta thì còn lâu. Hôm qua là nó béo nó cũng chạy luôn, với cả không đập được mấy. Vẫn lên bình thường, bây giờ hay quá nhở, lên. Ôi trời đẳng cấp. Ôi trời vẫn còn. Mới hay rồi, hay rồi. Bom. Vẫn không ăn thua bên này thủ chung rồi. Vẫn lên rồi, tay ra man luôn, Hùng vừa khen cái Ngọc Triệu đánh hay hơn hẳn. Ngoài. Ngoài sân, Quốc Việt vào cầu. Khả năng là anh em mình được xem xếp 3 đấy. Cổ vũ cho đôi phía bên kia là được xem xếp 3 ngay. Đánh cầu ngang với Ngọc Triệu khó cửa lắm. Sân nhất thì không thể nào mình đi với Hùng Tân tốt vẫn trong sân anh Trần Thành Luân nha. Nó phải biết triệu sẽ lại để bỏ để bắt đầu triệu nó làm đúng mọi việc đấy mà anh có gắt rồi làm lại liên tiếp. Xác định cầu trong sân, pha cầu vừa rồi có ảnh hưởng đến tâm lý của các đôi áo xanh không? Để nếu mà để ảnh hưởng đến tâm lý thì chúng ta thua rồi. Bom, bên này quyết thủ luôn. Bom. Nam về đánh. Không phải chịu thắng anh ơi. Điểm 15-19. Ăn cái đơn như còn cái đôi gì gì được ăn rồi. Đôi áo xanh là Hà của Thái Bình và Quốc Việt của Bộ Công an anh ơi. Ok, ba số lỗi từ Ngọc Triệu trận đấu thứ hai kết thúc, điểm số 21-16. Ok, chúng ta đến với set đấu thứ 3 trận bán kết giải cầu lông Cúp truyền hình Thái Bình. Giữa cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta Quốc Việt và Hà. Phía xa màn hình cặp đôi Ngô Xuân Tú và Ngọc Triệu. Set đấu thứ 3 điểm số không đều, Quốc Việt giao cầu, Ngọc Triệu đỡ giao cầu. Ok, chào anh Hiếu Ghen nhá. Cảm ơn mọi người chia sẻ anh Hiếu Ghen. Anh em dự đoán đôi nào thắng đây? Cầu ngoài sân, Quinton là ra. Số 1-0. Anh em dự đoán đôi nào ăn đây? Nhớ mà anh em dự đoán cặp đôi áo xanh, dự đoán đôi phía xa màn hình thắng nhá. Không phải là ông yêu thích đội nào cả, bởi vì ông cảm nhận về thế nên là ông dự đoán thế thôi. Dự đoán đôi Tú, Tú Anh dự đoán đôi Quốc Việt là như thế. Quá nhiều. Cầu xịt rồi. Cầu trong sân. Cầu trong sân. 3-32. Của Bộ Công an. Ai trả Triệu vẫn thủ bình thường.
lên. Triệu bom. Triệu đập hơi yếu. Bỏ cầu chính xác của ngoài sân 5-4. Hay rồi, 6-4. 6-4. Bom, ăn rồi, ăn không? Hay quá nhở? Vẫn thủ bình thường. Cứ việc đóng tiếp. Rồi, hay quá. Cầu tốt thì vẫn biết. Khổ nhiều kế vậy. Nhưng mà nếu mà trên được một hai đội công nữa thì sẽ... Vẫn còn, hay quá, thủ đi, con. Thủ. Sáng nay sang chị được, ngồi đây chưa. Bom, vừa đau tay đập càng hay. Thấy chưa? Thấy chưa, 8 đều. Chúng ta không có sự chủ quan ở đây đâu anh ơi. Vẫn thủ được. Điểm số 9-8. Ngoài sân, gọi là người mà Hùng rất hâm mộ trong giới cầu lông. Đây vượt hàng đầu của cầu lông tỉnh Quảng Ninh, anh đánh rất hay. Kết nhất quả chém cầu của anh Thương. Vẫn lên, quốc việt. Triệu đánh lưới bình tĩnh lắm. Cầu giữa. Thủ tay quá khỏe. Đập bằng triệu như đập vào tường. Ồ, hay quá nhở. Tiếp tục với những điểm số cho cặp đôi áo đỏ. Áo đỏ làm chủ thế trận rồi, nhìn là biết rồi. 92. Hai bên thay nhau gầm. Rồi. Đây là người 12. Người chia sẻ mà. Triệu chân ngắn chạy được. Chúng vẫn hiện danh hiệu mà anh nhỉ? Và video của Thái có thể đi sập đây. Xin lỗi bạn, trên sân số 2 trận thi đấu chung kết vẫn thủ được sao? 16-12. Rồi vẫn đang được, vẫn còn nhỉ? Ba tay người rất nỗ lực của Phúc Việt. Ta có ai rồi? Cho anh Dũng hỏi thăm chị Trang Bắc Giang nhá. Anh Dũng ba sao? Đang định nói Dũng béo. Ngọc Triệu nó là cực kỳ quái. 19-13. Anh Hà gửi cái thẻ cho em để em ly live stream nét hơn chứ có gì đâu. Wow. Kết thúc 21-13 chiến thắng. Cách biệt cho Ngọc Triệu và Ngô Xuân Tú. Đấy, càng đau tay đánh càng hay, Hùng bảo rồi.
ôm cái nào. Ua.